5, 6, 7, 8, 9 chuyển sang chế độ của Zvon cho anh em nghe này. Cấu hình ngày hôm nay là một cấu hình mà được rất nhiều anh em quan tâm và rất nhiều anh em yêu thích. Rất nhiều cái bộ cấu hình mà anh em comment cho em và muốn hỏi bộ cấu hình mà sử dụng đó là loa bát 40 và xuất bát 50. Thì ngày hôm nay lên cho anh em một dàn với mức chi phí đầu tư là 40.600.000 anh em nhé. 40.600.000 combo đồng bộ chính hãng thương hiệu của lưới cao mục tích. Với thời gian bảo hành sẽ từ 12 đến 36 tháng anh em nhé. Hết chế độ bảo hành thì vẫn hỗ trợ sửa chữa cho anh em. Và cái cấu hình này là một cái cấu hình rất đáng để chơi trong các phòng diện tích 30m² trở lên anh em nhé. Cần một sự hay, mạnh, to, lớn thì anh em tham khảo với bộ này 40.600.000. Và cái cấu hình này thì nó gồm những thiết bị gì và như thế nào thì em sẽ giảm bớt vật xuống để em nói cho anh em cùng nghe. Về HKG thì anh em đã nghe trên đầu video rồi, đúng không ạ? Hát mượt, nhẹ nhàng, tiếng bass đánh chắc, tiếng full thì rất là sáng, rõ nét cho anh em. Đầu tiên trong bộ cấu hình này đó là một cặp loa bass 40, một cặp loa TVK15 sử dụng full bass 40. Điều đặc biệt của những dòng loa full bass 40 này, nó không phải sử dụng là từ 220-100 mà nó sử dụng nó là từ 190-76 anh em nhé. Và chép sẽ là chép 750, đồng bộ của bát của chép đều là từ thường. Tại sao lại không sử dụng nó là từ 220-100? Vì với những dòng mà sử dụng bát 40 thì bắt buộc anh em sẽ sử dụng thêm sút để tạo thêm tính trầm. Từ 190-76 nó rất là lợi lời ca cho anh em. Từ 220-100 thì nó lặng một tiếng bát, nhưng tiếng khi anh em hát KK nó sẽ là tối tiếng anh em nhé. Nó không được sáng tiếng như dòng từ 190-76 như này. Như anh em đang nghe thấy em nói, tiếng nó sạch, nó rõ nét, nó sáng, nó trong sạch tiếng, đúng không ạ? Từ 220 anh em không thể tìm đâu được cái tiếng mic ngon như này. Đấy, lên với dòng mà từ bass 40 trở lên, anh em sử dụng từ 190-76 nó rất là lợi lời ca. Và đánh thêm chiếc sub 50 nữa thì là một cái bộ cấu hình nó rất là ngon luôn anh em nhé. Cặp loa này hiện tại là 14.500.000 đồng một cặp. Và bên phía dưới kia đó là một chiếc sub bass 50 TVK18S từ 220-100 anh em nhé. Chiếc sub đó với giá là 8 triệu đồng trên một chiếc và 16 triệu đồng trên một cặp anh em nhé. Về cấu hình combo dàn máy thì nó gồm có 4 thớt ở đây, một quản lý nguồn, một mic mà em đang nói trực tiếp và một con van anh em cũng đã vừa nghe HK kia, và một con đẩy công suất nó vừa đánh ra sub vừa đánh ra full để anh em cũng đã thưởng thức rồi. Combo đồng bộ của lưới cao mục tích. Và cấu hình này thì được khuyến mãi rất là tốt anh em nhé. Đầu tiên đó là một cái khuyến mãi cho anh em mà anh em cũng hay thắc mắc là dây jack phụ kiện, đúng không ạ? Phụ kiện dây jack combo đồng bộ này sẽ được tặng đầy đủ cho anh em, từ dây loa, dây canon kết nối, có nghĩa là đầy đủ dây quang nữa cho anh em luôn. Đấy, về nhà anh em không cần phải phát sinh thêm một cái chi phí nào để anh em mua thêm dây jack anh em nhé. Mà một số đơn vị thì họ thường sẽ dây jack thì họ sẽ lấy thêm phí, nhưng bên em thì combo đầy đủ phụ kiện dây jack cho anh em. Đây là cái ưu đãi thứ nhất. Cái ưu đãi thứ hai đó là với cấu hình này anh em đã được tặng một chiếc quản lý nguồn, đó là P10. Con này bên em lắp rất nhiều anh em mua và đang bán lẻ là 1.800.000. Với cấu hình này thì chiếc quản lý nguồn này nó sẽ là một cái chức năng rất là tốt cho bộ dàn bật tắt theo thứ tự, có lọc nguồn để chống cái tình trạng gọi là điện nó bị kém, nó bị nhiễu sôi do nguồn điện, đúng không ạ? Và automat để bảo vệ cho anh em đầy đủ, có một cái màn hình hiển thị bật tắt theo thứ tự anh em nhé, tránh cái tình trạng bị lổ lộp đục trên loa mà rất nhiều anh em cũng đang gặp khi sử dụng bộ dàn của nhà mình. Và tiếp theo để hát KK thì em đang nói trên mic VS850, dòng mic với sóng đầu 7 anh em nhé. Với sóng đầu 7 thì nó cho một cái bước sóng nó rất là ổn định, nó không bị tình trạng mất sóng hay chập chờn anh em nhé. Và con này là 4 dâu anten, sóng sánh bao cho anh em 100 đến 150 mét, chưa gia đình vô tư, chưa sự kiện thoải mái anh em nhé. Và bộ này em lắp sự kiện cũng rất nhiều và gia đình cũng rất nhiều anh em lắp cái bộ mic này.
Bộ mic này là 5.200.000 đồng, hai tay mic, tay mic em đang nói này, tay mic anh em nhé. Bộ con van số 4D5, con này thì bảo hành mặc định cho anh em 36 tháng, ok chưa, sẽ đáp 41 chế độ cho anh em vừa hát vừa karaoke, quá ổn áp đúng không ạ. Riêng con này anh em nhé, tại cửa hàng bên em riêng con này 4.200.000 bảo hành cho anh em 3 năm luôn, nó quá là chất cho anh em rồi đúng không ạ. Con này thì tiếng nó rất là ngon anh em nhé, căn chỉnh dễ, ổn áp cho anh em chưa. Và cuối cùng đó là cục đẩy LT4000 Flux, con đẩy này thì 1000W trên một kênh, hai kênh 1-2, mỗi kênh sẽ đảm nhiệm một chiếc loa full bass 40, hai kênh còn lại đang dương công suất em cứ chập bộ rít và đánh một quả su hơi 50 để bao căng ngon cho anh em mạnh mẽ. Với cái cấu hình này anh em chơi phòng diện tích 30m² đổ lên và 40-50m anh em có thể chơi được, và tiếng sút đưa ra rất là đầy đặn và mạnh mẽ cho anh em nghe anh em nhé. Đây cái tiếng effect này, sào 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 7 7 7 1 2 5 6 7 8 9, rất là ngon với của anh em nhé. Ok, mọi khi nhu cầu mua hàng thì anh em thể liên hệ với số điện thoại dưới màn hình, có hỗ trợ lắp đặt tại nhà cho anh em, có giao hàng toàn quốc cho anh em luôn, ok chưa, anh em yên tâm tin tưởng rồi đấy. Sẽ lắp đầy đủ những cái mốt chế độ cho anh em, lắp đặt tại nhà thì anh em không cần suy nghĩ băn khoăn gì đúng không ạ. Thì ok, chào anh em, anh em có nhu cầu thì hãy nhớ liên hệ anh em nhé. Hẹn anh em các clip lần sau.